Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Bảo Phụng Đồ Xưa. Hôm nay mình lên cho các bạn xem một chiếc đồng hồ để bàn nha các bạn. Hàng châu Âu. Về chất liệu đồng nha các bạn. Mời các bạn xem. Nếu các bạn thấy thích thì cứ đăng ký kênh. Nhờ cho mình xin cái like để theo dõi tiếp những video sau nha các bạn. Đây là hai vợ chồng đốt củi. Đây. Hai cô gái Tây. Này mặt men nha các bạn, mặt men này, chân Louis nè, bể đá nè, xung quanh cái đồng hồ là đúc nổi hết nha các bạn. Lúc nổi những chú bé. Đây là chàng trai đốt củi, tay cầm cái rìu nha các bạn. Đây là mặt sau của đồng hồ, bên trong có quả lắc nha các bạn. Đây có củi đây. Đây có chữ ký nha các bạn. Này hai lỗ, một lỗ lên cót để chạy, một lỗ gõ chuông nha các bạn, nửa tiếng gõ một lần. Như nãy giờ các bạn cũng đã xem, đến đây mình video này mình tạm ngưng nha các bạn, hẹn các bạn video sau. Xin chào. See you again.